Vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, một bé gái 3 tuổi bất ngờ bị rơi xuống từ tầng 24 của tòa nhà G, chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người đi bộ qua khu vực chung cư phát hiện. Do ngã từ tầng cao, bé gái đã tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ chỉ có mẹ và cháu bé. Mẹ cháu bận làm việc ở ngoài và tưởng rằng cháu ngủ trong phòng nên đã không hay biết sự việc. Cháu bị rơi từ tầng 24 khi trèo qua cửa sổ tại phòng ngủ. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, điểm đáng lưu ý là đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Tính đến cuối năm ngoái, nước ta có hơn 14 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu, nhưng chỉ có khoảng trên 3 triệu người đang được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng, chiếm 22% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó yêu cầu không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút trong dịp này. Đồng thời đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu 100% hành khách, lái xe, phụ xe phải đeo khẩu trang khi đợi ở bến và xuất bến, cũng như khi tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng. Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, để bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xả trạm thu phí nếu ùn tắc kéo dài. Còn tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, đã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh tử vong. Cụ thể, khi nhóm 8 học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh đến bãi biển Bãi Dài thuộc địa phận phường Cam Nghĩa vui chơi. Sau đó có 4 học sinh xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa và bị đuối nước. Hiện cả 4 thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương cho biết biển Bãi Dài có một số khu vực thường xuất hiện sóng lớn tạo thành những dòng xoáy rất nguy hiểm. Đã có nhiều biển cảnh báo dọc bãi biển này, nhưng mà người dân vẫn lơ là chủ quan. Thưa quý vị, chính quyền khu vực thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trong 6 ngày, bắt đầu từ 22 giờ đêm ngày 19 tháng 4, trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày ghi nhận mức tăng cao nhất, gây áp lực cho hệ thống y tế. Theo quy định phòng dịch mới, các dịch vụ thiết yếu sẽ được hoạt động trong thời gian hạn chế, song các cửa hàng, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, công ty tư nhân, trường học, rạp hát và nhà hàng buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, chính quyền không hạn chế di chuyển nội bang New Delhi. Ấn Độ trong nhiều ngày qua đã trở thành tâm điểm của dịch bệnh với số ca mắc mới tăng mạnh. Cùng ngày, nước này cho biết tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 với hơn 273.000 ca, đưa tổng số ca mắc lên mức hơn 15 triệu ca, đứng thứ 2 trên thế giới sau nước Mỹ. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới vượt mức 200.000 ca mỗi ngày. Người đứng đầu cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Liên bang Nga, bà Anna Popova vừa cho biết tại Nga đang hình thành hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hai biến thể này được phát hiện ở vùng Serbia và vùng Tây Bắc của nước này. Theo đó, những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nga không trùng với bất kỳ chủng nào được mô tả ở nước ngoài trước đó. Người đứng đầu cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Nga chỉ ra rằng có những thay đổi nhất định của virus SARS-CoV-2 ở vùng Siberia. Theo đó, các đột biến của virus được phát hiện tại khu vực này, tuy nhiên chúng không làm tăng mầm bệnh, không ảnh hưởng đến mặt dịch tễ học. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được xác định ở nhiều quốc gia, trong số đó các biến thể ở Anh, Nam Phi và Brazil được xác định là có khả năng lây nhiễm mạnh hơn so với loại virus phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc và những loại biến thể khác. Ngoại trưởng Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận rằng không phản đối kế hoạch xả thải của Nhật Bản nếu việc này tuân theo đúng quy trình phù hợp với tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Thay vì phản đối, chính phủ Hàn Quốc đang đề ra 3 điều kiện với Tokyo đặt ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của người dân Hàn Quốc. Cụ thể, điều kiện thứ nhất là Nhật Bản phải đưa ra căn cứ khoa học đầy đủ và cung cấp thông tin với chính phủ Hàn Quốc. Điều kiện thứ hai là Tokyo phải tham vấn đầy đủ với Seoul. Và điều kiện cuối cùng là phải đảm bảo chuyên gia hay viện nghiên cứu của Hàn Quốc được tham gia vào quá trình kiểm chứng của IAEA. Tuyên bố từ phía Hàn Quốc được đưa ra ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Quyết định này cũng vấp phải sự phản đối từ phía Trung Quốc, còn từ phía Mỹ thì nước này xác nhận không can thiệp vào vấn đề này.
Liên quan đến vụ nổ kho đạn miền Đông Cộng hòa Séc vào năm 2014, Nga kiên quyết phản đối kết luận của Praha về sự tham gia của cơ quan đặc biệt Nga trong sự kiện này. Tuyên bố trên được thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đưa ra vào ngày 19 tháng 4. Ông Dmitry cho biết Điện Kremlin hoàn toàn không đồng ý với kết luận của phía Séc về cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga tham gia vào vụ nổ kho đạn năm 2014 ở làng Vibetice, miền Đông Cộng hòa Séc, đồng thời coi kết luận như vậy là hành động khiêu khích và không thân thiện. Trước đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš đã thông báo trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha như một biện pháp trừng phạt, mà theo phía Séc là những nhân viên này là sĩ quan của các cơ quan đặc biệt của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với các hành động của Praha, đồng thời thông báo trục xuất 20 nhân viên của Đại sứ quán Séc tại Moscow trên nguyên tắc có đi có lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. Thank you.